ở địa chỉ 166 Phó Cơ Điều, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, quán xúc cua Bà Bông tồn tại hơn 20 năm qua, luôn tấp nập người đến thưởng thức và có cả nhiều người đậu xe hơi mua xúc đem về. Mỗi ngày, quán mở từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa ở chợ Thiếc, sau đó chuyển về bán tại 166 Phó Cơ Điều vào lúc 1 giờ 45 phút đến 6 giờ tối. Mỗi ngày, Bà Bông bán khoảng 7 nồi xúc lớn, tương đương khoảng hơn 700 tô. Một phần xúc cua gồm xúc, trứng vịt bắc thảo, óc heo hấp và tủy heo. Trong xúc có thịt cua, gà xé, nấm tuyết, trứng cút, nêm thêm dầu hào, nước tương, xíu tiêu xay nhuyễn nữa cho dậy mùi là có thể nhanh chóng thưởng thức. Nói chung là bán thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn khách ăn mà thấy hết có nghĩa là mình nấu ngon, khách ăn còn có nghĩa là mình nấu không được ngon. Cho nên nếu mà mình nhìn thấy mà khách hài lòng á thì mình cố gắng phấn đấu, mà khách không hài lòng mình nấu á thì mình phải cố gắng nấu, tìm một cách nấu cho ngon. Đó, mua hàng á, thịt cua trứng rồi tất cả cái gì phải cho ngon, lúc nào cũng nấu ngon, lúc nào cũng vui vẻ với khách. Đi nước ngoài mười mấy năm mà người ta về nói với cô là nếu về Việt Nam là phải ghé quán xúc cua đầu tiên. Nghe vậy là vui, cho nên lúc nào cũng phải là cố gắng nấu cho ngon. Thông thường khách ăn xúc chén có giá 15.000 đồng, còn tô thì nhỉnh hơn một chút là 18.000 đồng. Phần tủy và óc heo đều có giá 30.000 đồng một dĩa, trứng vịt bắc thảo 8.000 đồng một cái. Nhờ có hàng xúc cua mà người chủ quán miền Trung nuôi được con trai học kỹ sư, thêm thu nhập cho 4 người làm và ổn định nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm buôn ba ở đây. Mình cảm thấy hương vị ở đây rất là đậm đà, cái gần nhà với lại giá nó rẻ. Xúc cua ở đây đầu tiên là ngon, rẻ nè, cô chủ cũng dễ thương, mấy người phụ bạn cũng rất là dễ thương, phục vụ rất là tận tình. Trung bình một ngày, Bà Bông bán được 7 nồi súp với sự giúp sức của 4 người làm và chồng, tổng cộng là 6 người. Mỗi người mỗi việc, ai cũng làm không ngất tay. Có người là tiểu thương cùng bán món ăn sáng ở chợ Thiếc, chiều sang phụ Bà Bông bán súp để kiếm thêm thu nhập. Dù khách đông, làm việc nhiều nhưng ai cũng nhanh nhẹn và thân thiện, vui vẻ.